Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe, Sống Đẹp. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty tổ chức sự kiện Việt thực hiện với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi ngay số điện thoại để được tư vấn miễn phí. Số điện thoại rất quen thuộc đó là 1900 1259 hoặc là 0439960886 quý vị nhé. Có thể nói ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề hết sức là nhạy cảm, đó là chủ đề liên quan đến bệnh phụ nữ, đó là viêm âm đạo. Thưa quý vị, đây là một bệnh rất là khó nói, đôi khi chị em khó nói quá thôi, mình điều trị ở nhà rồi mình điều trị theo những kinh nghiệm do ông bà bạn bè để lại, thành ra là do điều trị không đúng đó quý vị, có thể là bệnh viêm âm đạo nó sẽ tái đi tái lại rất là nhiều lần. Chính vì vậy đôi khi nó gây nguy hiểm cho người phụ nữ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi vấn đề đó để tìm ra nguyên nhân, hậu quả và cách khắc phục nó. Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị các bạn Thạc sĩ bác sĩ Kiều Dung, bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trước khi đến với phần giao lưu với bác sĩ Lê Thị Kiều Dung thì chúng ta sẽ đến với phóng sự sau đây. Ở phụ nữ, viêm âm đạo là bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các bệnh về viêm nhiễm phụ khoa mà chị em thường gặp phải ở bất kỳ nghề nghiệp và lứa tuổi nào. Bệnh thường xuất hiện ở phụ nữ sau tuổi dậy thì. Từ khi mang bầu và sinh cháu đầu tiên, mình bị vấn đề về phụ khoa. Cảm giác ngứa ngáy, nóng rát rất là khó chịu. Mình bị khí hư ra rất nhiều và nó làm cho mình cảm thấy rất là mất tự tin trong cuộc sống. Nó cứ bị liên tục như thế, mình đã đi khám và bác sĩ chẩn đoán mình bị viêm âm đạo. Bệnh viêm âm đạo nếu không được chữa trị kịp thời và dứt điểm để tái phát nhiều lần và có thể gây ra những biến chứng như viêm dính tắc vòi trứng, viêm niêm mạc tử cung, gây vô sinh hiếm muộn hoặc dễ sảy thai đẻ non hoặc dẫn tới ung thư cổ tử cung. Một lý do thường gặp nhất khiến bệnh viêm âm đạo tái phát nhiều lần đó là trong quá trình điều trị bằng các thuốc đặc trị với mục đích diệt các tác nhân gây bệnh, thường diệt luôn cả những vi khuẩn có lợi, do đó làm pH âm đạo bị thay đổi và đó là môi trường thuận lợi để các tác nhân gây bệnh tiếp tục xâm nhập và gây bệnh trở lại. Nếu không chú ý bổ sung ngay lượng vi khuẩn có lợi đã bị diệt đi, viêm âm đạo sẽ trở lại. Đây chính là vòng luẩn quẩn khiến bệnh viêm âm đạo tái phát nhiều lần, gây phiền toái cho chị em. Có thể nói đây là một căn bệnh mà chị em phụ nữ rất là lo lắng, nhưng mà chị em phụ nữ cũng rất là xem thường bởi vì đôi khi trị ở nhà không à. Nó cứ tái thì tái lại nhiều lần. Vậy thì bác sĩ có thể cho chúng tôi biết được rằng là viêm âm đạo là một bệnh thường gặp hay không? Như chúng ta biết, viêm âm đạo là một cái bệnh rất thường gặp và người ta thấy là khoảng 1/3 chị em phụ nữ đến các phòng khám phụ khoa chủ yếu là do một trong những cái triệu chứng của viêm âm đạo. Và đặc biệt đó là viêm âm đạo do nấm thì người ta thấy là ít nhất là 70% chị em phụ nữ ít nhất là bị một lần viêm âm đạo do nấm trong cuộc đời và đến 40-45% bị viêm âm đạo hai lần, do nấm hai lần trong cuộc đời. Và cái tần suất viêm âm đạo rất là cao và nó sẽ để lại những cái hậu quả cũng không nhỏ. Vậy thì nguyên nhân gây viêm âm đạo là gì? Trước hết mà nói đến nguyên nhân gây viêm âm đạo thì chúng ta phải biết sơ qua về sinh lý của môi trường âm đạo. Bình thường đó, chúng ta biết là âm đạo là một cái xoang cơ thể, nó mở ra ngoài da và nằm rất gần hậu môn, do đó mà ở vùng này thì có rất nhiều vi trùng sống hoại sinh. Và ở các bé gái trước tuổi dậy thì và ở người đã mãn kinh thì cái niêm mạc âm đạo nó cũng rất là mỏng và nó không được bảo vệ và cũng rất dễ bị viêm. Và khi mà đến tuổi hoạt động sinh dục thì nhờ tác động của estrogen do buồng trứng tiết ra thì niêm mạc âm đạo được dày lên và các tế bào niêm mạc âm đạo bây giờ nó chứa rất nhiều glycogen, những cái tế bào trên bề mặt âm đạo chứa rất nhiều glycogen và cái glycogen nó sẽ được biến đổi thành axit lactic dưới tác động của lactobacilli. Lactobacilli là một cái loại vi khuẩn thường trú sống trong âm đạo và nó có lợi. Thì chính cái nhờ cái pH axit này mà nó có tác dụng bảo vệ là chỉ có lactobacilli sống được thôi, còn những cái vi khuẩn gây bệnh thì không sống được. Và đây là một cái đặc điểm sinh lý mà một cái yếu tố để bảo vệ cho khỏi người phụ nữ không có bị nhiễm khuẩn âm đạo. Như vậy đó thì viêm âm đạo nó có thể xảy ra, thứ nhất đó, là khi mà cái niêm mạc âm đạo nó mỏng, nó dễ bị tổn thương. Thứ hai là mất cân bằng cái hệ sinh thái môi trường âm đạo.
cái pH âm đạo bị kiềm hóa. Và cái thứ ba là do sức đề kháng của cơ thể giảm. Thì ba cái nguyên nhân chủ yếu gây ra viêm âm đạo. Ngoài ra những cái tác động khác đó, thì thí dụ như là những cái thói quen, chẳng hạn như là những quan hệ tình dục không an toàn, thói quen vệ sinh không đúng cách, hoặc là thường xuyên thụt rửa âm đạo làm mất cân bằng cái hệ sinh thái của âm đạo, làm cho cái môi trường âm đạo trở nên kiềm hóa chẳng hạn. Hoặc là những cái yếu tố mà hành vi kết hợp như là mặc quần áo chật, đóng băng vệ sinh thường xuyên thì cái môi trường nó ẩm ướt, nó ấm, ẩm và nóng, nó cũng dễ gây viêm. Hoặc là một cái số yếu tố cơ địa, thí dụ như là ở những người bị tiểu đường mà không có kiểm soát đường huyết tốt chẳng hạn. Thứ hai nữa là ở những người bị suy giảm miễn dịch, thí dụ như là phải dùng những các thuốc ức chế miễn dịch. Hoặc là khi mà mình dùng kháng sinh phổ rộng mà kéo dài lâu ngày thì nó cũng làm cho giết những cái vi khuẩn có lợi, và nó cũng làm cho cái môi trường âm đạo trở nên kiềm hóa và nó cũng gây viêm. Hoặc là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có thai, khi phụ nữ có thai thì cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể giảm cũng dễ gây viêm, và cái môi trường âm đạo ở cái người phụ nữ có thai nó có thay đổi cũng dễ viêm. Hoặc là đối với những người mà dùng thuốc viên tránh thai mà có estrogen thì cũng có nguy cơ dễ bị viêm âm đạo do nấm. Đó là những nguyên nhân mà thạc sĩ bác sĩ Kiều Dung vừa chia sẻ với quý vị. Mong rằng ta sẽ biết những nguyên nhân đó mà tránh nguyên nhân để cho nó khỏi bị viêm ha. Và tiếp theo chương trình xin mời quý vị đến với tiểu phẩm đầu tiên. Trời ơi, mẹ con. Dạ. Cái làm gì cái tủ lạnh mà làm gì nó hư? Có cái gì đâu mà mình dòm dữ vậy hả? Con nước hả hay làm gì? Con giờ mình coi con đút cái đầu này vô tủ lạnh thì nó có bị đông não lại rồi con có chết được không? Trời ơi, con nhỏ này nó nói cái gì vậy? Rồi biết rồi, gây lộn với chồng đúng không? Con làm gì có thời gian để gây lộn lắm á. Bây giờ thời gian của con để dành chết thôi. Trời ơi, con này nó nói gì? Đúng rồi, mấy người không có thời gian. Không có thời gian đi shopping nè, không có thời gian đi uống cà phê, không có thời gian đi tám với mấy bà. Nhiều chuyện đúng không? Làm gì vậy? Làm gì bi quan dữ vậy con? Hả? Chuyện gì? Con sắp chết rồi má. Nó bị bả không à? Bị gì đó má nghe coi. Con chết má có để tang không? Cái du viên. Ủa? Con khùng. Má là má sao má để tang? Má bị bả. Mùng nước miếng nói lại. Bị gì nói má nghe. Cái chuyện gì mình phải lạc quan lên. Cho dù mình có bệnh mình cũng phải lạc quan lên. Hiểu chưa? Sao con, bị gì? Con bị viêm âm đạo. Trời đất ơi. Bả bị viêm âm đạo chuyện nhỏ con thỏ. Mà bả làm những chuyện gì lớn lao. Yên tâm. Má có đọc sách đọc báo. Má thấy những cái bài thuốc dân gian hay lắm. Để má đi tìm mấy cái lá má đem về con rửa. Hả? Rửa bằng lá hả? Cái sao thuốc dân gian? Trời ơi thôi má ơi. Con đang muốn chết mà nghe má nói cái con tỉnh luôn á. Là sao? Con nói cho má nghe, con cũng nghe nhiều người nói như vậy lắm rồi. Ừ. Nhưng mà không có xác minh khoa học, không có ai gọi là một cái người nào đã sử dụng qua rồi mà coi như là hết bệnh được hết trơn á. Nên á, má đừng có cho con rủ tùm bậy tùm bạ. Mấy cái bệnh này là người ta phải đi bác sĩ rồi khám kỹ lưỡng, uống thuốc này kia còn chưa chắc hết đó, chứ đừng nó rửa ba lá đó. Ủa vậy hả? Con nói thiệt với má luôn á, má đừng nghĩ là viêm âm đạo là một cái bệnh rất là bình thường. Không có đâu, điều trị mà không kỹ càng rất là dễ dàng bị ung thư cổ tử cung nè, rồi có thể vô sinh luôn á. Má muốn có cháu bồng không? Mày muốn mà ghê vậy đó hả? Chứ làm sao? Ồ, hèn chi con buồn mà đúng ha. Vậy giờ hai má con mình buồn chung. Ê bậy bà, mà không phải lạc quan lên, tươi lên, cái gì của cách của nó hết, cười coi. Cười không nổi. Trời ơi, hư tủ lạnh tôi bà ơi. Sau khi xem xong tiểu phẩm thì chúng ta sẽ có câu hỏi dành cho bác sĩ Kiều Dung, đó là hậu quả của viêm âm đạo là gì? Có gây vô sinh hay ung thư cổ tử cung giống như nhân vật trong tiểu phẩm nói không ạ? Thì thực sự nếu mà viêm âm đạo mà không được điều trị đúng cách thì nó cũng có thể đưa đến những cái hậu quả khá nghiêm trọng. Thứ nhất thì trước tiên là nó sẽ gây những cái triệu chứng khó chịu, ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người phụ nữ, và không được điều trị thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Có nguy cơ từ cái viêm âm đạo thì có thể lan lên viêm cổ tử cung, viêm tử cung, viêm buồng trứng, vòi trứng, buồng trứng và viêm buồng chậu. Và nó sẽ gây ra những cái di chứng như là hiếm muộn, dễ bị thai ngoài tử cung,
đau vùng chậu mãn tính. Và ngoài ra viêm âm đạo lâu ngày đó, mà nhất là do một số tác nhân đặc biệt, thí dụ như là do nhiễm HPV chẳng hạn, thì nó có thể gây ra ung thư cổ tử cung. Đó là những cái hậu quả hết sức là nghiêm trọng nếu chúng ta không chú ý. Và câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ đó là các loại viêm âm đạo thường gặp là các loại nào? Thì các tác nhân gây viêm âm đạo thường gặp đó, hiện nay thì có 3 tác nhân chủ yếu. Thứ nhất là viêm âm đạo do tạp trùng, trong đó đặc biệt là con Gardnerella vaginalis. Cái thứ hai là viêm âm đạo do nấm, và cái thứ ba là viêm âm đạo do Trichomonas. Thì trong viêm âm đạo do tạp trùng thì cái nguyên nhân chủ yếu là do mất cân bằng hệ sinh thái ở âm đạo. Nó làm cho cái lactobacilli nó giảm đi và tạo điều kiện cho những cái vi trùng gây bệnh phát triển, đặc biệt là những cái vi trùng yếm khí, nhất là Gardnerella vaginalis. Thì cái triệu chứng của viêm âm đạo do tạp trùng thì thường cái biểu hiện lâm sàng nó không nhiều, nhưng mà bệnh nhân sẽ đôi khi có thể có nóng rát ở âm đạo, đi tiểu gắt buốt, huyết trắng thì nhiều, có thể có màu vàng xám loãng, và đặc biệt là có mùi rất là hôi tanh, người ta ví như là mùi cá ươn vậy, nhất là sau khi giao hợp. Đó là viêm âm đạo do tạp trùng. Cái loại thứ hai mà rất thường gặp là viêm âm đạo do nấm. Như chúng ta đã biết, viêm âm đạo do nấm thì cũng chiếm 1/3 những trường hợp viêm âm đạo. Viêm âm đạo do nấm thì cái triệu chứng là cũng bệnh nhân cũng bị nóng rát ngứa ở âm đạo, tiểu gắt, giao hợp đau, và huyết trắng thì cũng rất là nhiều, đóng thành mảng, đóng vón, như là người ta mô tả như là váng sữa, hoặc là tạo thành những cái mảng trắng đóng trên thành niêm mạc âm đạo. Và có thể là trên cái niêm mạc âm hộ âm đạo thì mình thấy có thể có những cái vết đỏ tấy, có chảy xước, có những cái bóng chảy xước do người ta ngứa, người ta gãi, hoặc là có những cái bóng nước. Và thứ ba là viêm âm đạo do cái con trùng roi Trichomonas. Thì viêm âm đạo do trùng roi Trichomonas thì được coi là một cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Vì người ta thấy là sau khi mà quan hệ tình dục với những cái người mà có nhiễm Trichomonas thì 70% sẽ bị nhiễm Trichomonas. Và cái triệu chứng lâm sàng cũng rất là khó chịu, là bệnh nhân sẽ bị đau rát ở âm hộ âm đạo, đi tiểu, buốt, đau. Huyết trắng thì rất là nhiều, xanh, loãng, có bọt và mùi rất là tanh. Thì đó là những cái tình huống điển hình của viêm âm đạo, ba cái hình thái mà thường gặp nhất trong viêm âm đạo. Yeah, cảm ơn bác sĩ. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục tiểu phẩm của chương trình. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, chăm sóc bảo vệ vùng kín. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. An Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tối nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn da. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Chị, cho chị coi nè. Đợi xíu. Cái gì vậy? Trời, cái bà này. Chị. Hả? Chị coi nè. Sao coi gì? Đó. Rồi đợi xíu. Cái gì nữa vậy? Chị. Ui trời ơi. Rồi có gì đưa lẹ đi. Ủa chị bị gì vậy?
Khó chịu quá, khó chịu quá. Chị làm gì chị đi tới đi lui, tới lui hoài vậy? Nói lẹ đi, khó chịu quá. Bị đau bụng hả? Không có, bị cái khó nói lắm. Bị gì mà khó nói? Không, mệt quá nói không được mà. Trời ơi, nói em nghe coi. Thôi. Sao vậy? Chị nói em nghe coi, có thể là em giúp được gì cho chị á. Thôi kỳ lắm. Sao vậy? Nói đi. Thôi chị nói kỳ lắm. Trời mà. Nói đi, em không nói cho ai biết đâu. Thôi chị nói đi mà. Dạ con bị viêm âm đạo má ơi. Hỏi hoài. Ủa chị bị viêm âm đạo hãnh diện lắm mà sao chị la lớn quá vậy? Ủa chị nói lớn lắm à. Tại em á, người ta nói không được rồi mà cứ hỏi hoài à. Ủa mà chị, mấy bữa trước là em nghe chị nói là chị bị viêm đạo rồi, chị đã chữa hết rồi mà sao bây giờ bị nữa? Biết thì không biết tại sao tự nhiên nó bị tái đi tái lại đó. Mà nha, đợt này ha, là nó nhiều hơn đợt trước nha. Khí hư cũng ra nhiều hơn nha. Nãy giờ chị chạy ra chạy vô hoài là em thấy chị ngồi không yên, đứng không vững luôn đó. Đã vậy em nghĩ coi, ở nhà nè mà chị phải xài băng vệ sinh hàng ngày luôn là em hiểu rồi. Trời chị, bị viêm âm đạo không có được dùng băng vệ sinh đâu. Làm như vậy nó càng nặng hơn nữa đó. Ủa vậy hả? Hả? Ủa chứ sao chị nghĩ là để băng vệ sinh cho nó sạch sẽ, chứ là nó khỏi bị ẩm ướt khó chịu. Ủa vậy hả? Chết không? Anh nói nghe nè, em có cách nào mà giúp cho chị để trị được viêm âm đạo mà đừng có bị tái đi tái lại không? Vậy thì tại sao bệnh viêm đạo nó lại tái đi tái lại rất là nhiều lần mà điều trị nó khó dứt hẳn? Sở dĩ viêm âm đạo tái đi tái lại nhiều lần thì thứ nhất đó là một phần là do yếu tố cơ địa. Có những cái người mà do yếu tố cơ địa cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể giảm, và nhưng mà đa số đó là do điều trị không đúng cách, hoặc là gì có những cái thói quen mà không đúng, thí dụ như là thường xuyên thụt rửa âm đạo chẳng hạn, nó sẽ làm cho thay đổi cái pH của môi trường âm đạo và nó làm mất cân bằng cái hệ sinh thái bình thường của âm đạo, tạo điều kiện cho vi trùng gây bệnh phát triển. Hoặc là một số người đó bị viêm nhưng mà không đi khám điều trị đúng nguyên nhân mà tự mua thuốc đặt, thì những cái thuốc này đó thì vô tình đó thì nó cũng làm giết chết cái vi khuẩn thường trú có lợi ở trong âm đạo là con Lactobacilli và tạo điều kiện cho vi trùng gây bệnh phát triển. Có nhiều chị em là đặt thuốc rất là nhiều nhưng mà viêm thì vẫn cứ viêm. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái giải quyết nào sau khi mà bệnh lại tái phát? Đối với những chị em mà thường bị tái đi tái lại nhiều lần thì thứ nhất là phải đi khám ở những cơ sở y tế chuyên khoa để được làm những cái xét nghiệm tìm nguyên nhân và điều trị đúng nguyên nhân. Người ta có thể là lấy cái dịch ở trong âm đạo đem soi tươi, nhuộm cam hoặc là cấy để tìm định danh vi trùng, điều trị đúng nguyên nhân. Thì mục tiêu là đầu tiên là phải điều trị đúng nguyên nhân bằng kháng sinh hoặc là kháng nấm, tùy vào cái nguyên nhân gây bệnh. Và ngoài ra đó thì phải giúp cân bằng lại cái hệ sinh thái âm đạo. Thì người ta có thể là dùng một số các loại thuốc để làm cho cái môi trường âm đạo không có bị kiềm hóa nữa, mà nó nhất là những cái dung dịch vệ sinh mà có tính axit chẳng hạn. Hoặc là gì, một cái biện pháp nữa đó là ngoài cái kháng sinh kháng nấm theo nguyên nhân gây bệnh thì mình có thể dùng những cái sản phẩm từ thảo dược, nó cũng rất là có ích để giúp làm thay đổi cái môi trường âm đạo và giúp tăng sức đề kháng, giúp mau lành vết thương. Thí dụ như là một trong những cái sản phẩm mà chúng ta thường hay biết đó là nữ vương niêu. Vậy thì nữ vương niêu có cái công dụng gì với bệnh như thế này? Trong cái thành phần của nữ vương niêu thì chúng ta biết là có cao hoàng bá, có diếp cá, có dây ký ninh, có trinh nữ hoàng cung. Thì những cái chất này đó thì nó cũng như là một cái loại kháng khuẩn thực vật, nó giúp nó hỗ trợ cho cái quá trình điều trị, làm cho cái quá trình điều trị viêm nó mau lành vết thương và giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Và cũng trong cái thành phần của nữ vương niêu thì người ta còn thấy có cái immune gamma là một cái chiết xuất từ Lactobacilli, thì nó cũng là nó tăng cường sức đề kháng của cơ thể, giúp mau lành vết thương, giúp cái nó tăng cái khả năng kháng viêm.
và nó hỗ trợ cho cái quá trình điều trị, giúp cho bệnh mau lành và nó giảm cái khả năng tái phát của bệnh. Để tránh bệnh tái phát á, thì các chị em phụ nữ thì cần phải lưu ý, thứ nhất á, là mình phải có một cái quan hệ tình dục an toàn, tại vì mình biết là đa số những cái viêm nhiễm á, là nó lây qua đường tình dục, thí dụ như là viêm do trichomonas chủ yếu là lây qua đường tình dục. Và cái thứ hai là phải có một cái vệ sinh đúng cách, không có nên thụt rửa âm đạo, không có đặt thuốc bừa bãi, lạm dụng thuốc, và thậm chí cũng không có lạm dụng những cái gen bôi trơn, tại vì nó làm sẽ làm thay đổi cái môi trường âm đạo, nó tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Hồi nãy giờ mình nhắc là mình có thể dùng những cái thảo dược để làm tăng sức đề kháng, và những cái thuốc rửa mà có tính axit nó tái lập được cái môi trường âm đạo, cái pH âm đạo bình thường, để tránh cái tạo điều kiện thuận lợi cho vi trùng gây bệnh phát triển. Chúng ta có thể dùng cái gel nữ vương thì đặc biệt đó là cũng là những cái chiết xuất từ thảo dược, và nó có một cái độ pH rất là hợp lý là từ khoảng 4 đến 6. Khi mà sử dụng thì nó sẽ không có làm thay đổi cái môi trường pH của âm đạo, không có làm mất cân bằng cái hệ sinh thái. Khi mà dùng gel nữ vương thì chúng ta có thể là chỉ cần sử dụng một lần một ngày thôi. Yeah. Và bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục tình huống cuối của chương trình. Trời, em có thể nào quan tâm tới người bệnh một chút không? Ủa chị bị gì vậy? Trời đất ơi, hôm nay mỗi lần gặp em thì phải cứ lặp đi lặp lại cái bệnh của chị hoài hả? Chưa hết nữa hả? Chưa. Nhưng mà hôm bữa em nghe nói là chị đi khám bác sĩ rồi mà. Đi khám rồi, bác sĩ dặn chị làm cái này làm cái kia làm cái nọ tùm lum hết rồi. Nhưng mà chị vẫn thấy nó không có đỡ. Bây giờ chị muốn tìm có cái sản phẩm nào ăn uống hay là làm sao để mà cho nó mau hết không, hay là nó giúp đỡ được cho cái bệnh của chị không nè, khổ ghê luôn. Hay là chị muốn thử dùng cái sản phẩm của em không? Sản phẩm của em là sản phẩm gì? Để em lấy cho chị coi. Nè, cái này á là nữ dương nail, còn cái này là cũng là nữ dương luôn mà nó là gel. Ủa vậy hả? Ừ. Mấy cái này để làm gì? Cái này là giật bất ly thân của em đó. Em xài em thấy hay lắm á. Hay là chị xài thử coi biết đâu cải thiện được mấy cái bệnh của chị. Được không? Ừ, nhưng mà mấy cái này chị xài có được không? Có hợp với chị không? Nhưng mà mấy cái sản phẩm này nó có tác dụng gì? Như bác sĩ Kiều Dung vừa mới nói thì nữ vương nail là một trong công dụng rất tốt để cho chị em phụ nữ có thể chúng ta có thể hỗ trợ điều trị cho bệnh viêm âm đạo. Vậy thì thuốc nữ vương nail đó nó có tác dụng phụ gì không, hay là nữ vương nail đó có sử dụng cho những người từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi được? Thì thực ra nữ vương nail thành phần được chiết xuất từ thảo dược, như hồi nãy mình đã nói là từ cao hoàng bá, từ diếp cá, từ dây ký ninh, từ trinh nữ hoàng cung, và một cái thành phần nữa là imigama, là cái chiết xuất từ con lactobacillus, và hoàn toàn nó không có tác dụng độc hại. Thì thực ra đó là mình có thể dùng ở mọi lứa tuổi. Đó. Và đặc biệt đó, nó hỗ trợ cho quá trình điều trị viêm, nó làm tăng sức đề kháng của cơ thể, hỗ trợ cho mau lành vết thương, và nó không có gây tác dụng phụ, nó không có làm thay đổi cái pH của âm đạo, và cũng không có làm thay đổi cái hệ sinh thái của môi trường âm đạo, và giúp bảo vệ niêm mạc âm đạo tốt, hỗ trợ cho cái điều trị những cái thuốc kháng sinh kháng nấm của mình, làm cho mau lành bệnh và giảm được cái nguy cơ tái phát. Những cái chị em mà chưa bao giờ bị bệnh viêm âm đạo, vậy thì người ta có thể dùng mà nữ vương nail để đề phòng bệnh viêm âm đạo không ạ? Thực ra là nói là để đề phòng viêm âm đạo thì dùng thuốc nữ vương nail thì một phần là nó giúp tăng cường sức đề kháng, nó không có làm thay đổi môi trường âm đạo. Tuy nhiên để đề phòng thì ngoài cái dùng cái sản phẩm hỗ trợ thì cũng nên chú ý là phải có một cái quan hệ tình dục an toàn, phải có một cái vệ sinh sinh dục đúng cách, và không có thụt rửa âm đạo, không và không lạm dụng những cái thuốc đặt, không lạm dụng những cái loại gel bôi trơn âm đạo để tránh làm thay đổi môi trường âm đạo. Yeah, cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Kiều Dung. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho quý vị. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: để điều trị hiệu quả viêm âm đạo, tránh tái phát nhiều lần,
cần kết hợp điều trị thuốc tây với sản phẩm chứa thảo dược như trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, khổ sâm bắc, diếp cá, dây ký ninh kết hợp với immun gamma đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 500.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0988077XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài của chương trình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tủ thuốc gia đình. Để điều trị hiệu quả các bệnh viêm nhiễm phụ khoa nói chung và viêm âm đạo nói riêng, người phụ nữ cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc sau. Khi có biểu hiện hoặc phát hiện bị viêm nhiễm phụ khoa, cần khám và điều trị theo đơn của bác sĩ sản phụ khoa, không tự ý dùng thuốc và thụt rửa. Bác sĩ sẽ giúp bạn xác định đúng bệnh, đúng tác nhân gây bệnh và dùng đúng thuốc để điều trị. Dùng các sản phẩm hỗ trợ giúp kích thích khả năng tự bảo vệ bằng cách cân bằng pH âm đạo và cân bằng hệ vi sinh vật của âm đạo, tăng cường sức đề kháng nhằm chống lại các tác nhân gây bệnh, tăng cường khả năng chống viêm, hỗ trợ diệt và kìm hãm sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh. Tôi có sử dụng thêm sản phẩm Nữ Vương Niu để tăng cường sức đề kháng cho vùng kín. Sau 3 tháng sử dụng, bản thân tôi thấy rất là tự tin. Khí hư không còn ra nhiều nữa, tôi rất vui vẻ khi giao tiếp với bạn bè. Sản phẩm Nữ Vương Niu của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia chứa các thảo dược quý như trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, khổ sâm vân vân cùng với immun gamma là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ chị em trong việc điều trị viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm phần phụ cấp và mãn tính cũng như các bệnh viêm nhiễm phụ khoa khác. Sau khoảng 2 đến 4 tuần uống Nữ Vương Niu với liều tấn công 9 viên một ngày, các biểu hiện khí hư bất thường có mùi, ngứa ngáy sẽ không còn, tổn thương do viêm cũng lành dần. Tiếp theo, để bề mặt cổ tử cung hồng đỏ và nhẵn mịn nên duy trì sử dụng 4 viên một ngày trong 3 đến 5 tháng tiếp theo để đạt được hiệu quả như mong đợi. Ngoài ra, khâu vệ sinh vùng kín cũng cần được chị em đặc biệt lưu ý, nên vệ sinh hàng ngày bằng nước sạch kết hợp với gel vệ sinh phụ nữ có pH bằng 4 đến 6 và thành phần tự nhiên an toàn, không gây kích ứng và không làm thay đổi pH âm đạo như gel Nữ Vương giúp làm sạch và khử mồ hôi vùng kín, ngừa viêm nhiễm nấm ngứa vân vân. Thưa quý vị các bạn, đó là thông điệp ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến tất cả quý vị các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ không bị căn bệnh thế này nếu chúng ta phòng ngừa tốt theo những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Kiều Dung quý vị nhé. Có việc gì quý vị cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại rất quen thuộc, đó là 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 để được tư vấn miễn phí. Một lần nữa cảm ơn công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Kiều Dung và Quỳ Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, chăm sóc bảo vệ vùng kín. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa immun gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. An Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.